Thầy chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học ôn tập kiểm tra kỳ 1 nhé. Review for the first term exams. Phần 1 là mã content, nội dung. Thì chúng ta sẽ ôn các unit 1, 2, 3, 4, 5. Bao gồm các nội dung chính như sau. Phần 2 là mã listening, là phần nghe. Thì chúng ta sẽ ôn là các phần listen từ unit 1 đến unit 5. Phần 3 là mã word forms, từ loại, là chúng ta ôm lại các từ loại từ unit 1 đến unit 5. Ta ôm kỹ, tại vì khi chúng ta làm bài chúng ta hay viết sáng tả nha các em. Phần 4 là mã là phần grammar, ngữ pháp, là phần rất quan trọng, bao gồm các cái điểm ngữ pháp để áp dụng cho phần viết câu không đổi nghĩa. Phần đầu tiên là the past symbols, là thì quá khứ đơn. Chúng ta phải ôn lại công thức dạng khẳng định, phủ định, nghi vấn và dấu hiệu nhận biết của thì này. Ngoài ra chúng ta phải ôn kỹ bản tạo bất quy tắc, vì thầy thấy có nhiều học sinh khi làm bài viết câu không đơn nghĩa hay hoặc dạng bài tập chia thì thường viết sai động tạo bất quy tắc. Điểm ngữ pháp thứ hai là mẫu câu which, bao gồm 3 cấu trúc. Cấu trúc thứ nhất là một ước muốn trái với hiện tại. Công thức là wish cộng chủ ngữ cộng động từ ở quá khứ và cộng vị ngữ. Cấu trúc thứ hai là diễn tập ước muốn trái với khả năng. Công thức là wish cộng chủ ngữ cộng could cộng động từ nguyên mẫu và cộng vị ngữ. Cấu trúc thứ ba là một ước muốn trái với tương lai. Công thức là wish cộng chủ ngữ cộng would cộng động từ nguyên mẫu và cộng vị ngữ. Trong quá trình học, thầy cô đã cho các em chép rất kỹ ba công thức này. Thì đề nghị chúng ta về chúng ta ôm thật là chắc để chúng ta áp dụng nhé. Điểm ngữ pháp tiếp theo là the present perfect, là thể hiện tại hoàn thành. Công thức của thể hiện tại hoàn thành là have hoặc has cộng verb 3 verb ed. Thì chúng ta cũng ôm công thức dạng khẳng định, phủ định, nghi vấn của thể present perfect và dấu hiệu nhận biết. Ngoài ra để áp dụng viết câu không đổi nghĩa thì chúng ta có dạng đổi từ past symbols sang present perfect và ngược lại. Thì chúng ta có một số dạng trong phần viết câu không đổi nghĩa này, để chúng ta phải ôm cho kỹ. Điểm ngữ pháp tiếp theo là the passive voice, dạng bị động. Dạng bị động này chúng ta học hồi lớp 8. Lên lớp 9 thầy cũng đã ôm lại. Dạng bị động thì bao gồm dạng chủ động và dạng bị động, đi chung với tất cả các thì mà chúng ta đã học. Và một số ghi chú của trường hợp ngoại lệ thì chúng ta phải học lại. Điểm ngữ pháp dạng bị động ở unit 2 này. Cấu trúc tiếp theo là cấu trúc used to cộng verb, là diễn tả một hành động đã thường làm trong quá khứ, bây giờ không còn làm nữa. Thì nó tương đương với cấu trúc not anymore now, hoặc là no longer, bây giờ không còn làm nữa. Cấu trúc tiếp theo là cấu trúc is about hoặc là high time. Thì ở phía sau cấu trúc này nó có hai dạng, là diễn tả một câu nói đã đến lúc phải làm gì đó. Dạng thứ nhất là chủ ngữ cộng động từ quá khứ cộng vị ngữ, tức là một câu ở thì quá khứ đơn. Và dạng thứ hai là for someone to do something, là đã đến lúc cho ai để làm cái gì. Cấu trúc tiếp theo là cấu trúc would rather, có nghĩa là thích hơn. Thì đằng sau cũng có hai dạng. Dạng thứ nhất là would rather cộng verb cộng vị ngữ, hoặc là nếu phủ định thì là not verb. Hoặc là dạng thứ hai là một câu, thì câu đó phải là thì quá khứ đơn, verb 2 verb ed. Điểm ngữ pháp tiếp theo là cấu trúc so tương đương because, hoặc là ngược lại, diễn tả một cái mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân và kết quả, viết câu tương đương. Và tiếp theo là câu điều kiện loại 1, if loại 1, dùng để diễn tả một điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Cách ghi nhớ của câu điều kiện loại 1 này
là câu sau if ở thì hiện tại đơn, câu còn lại ở thì tương lai đơn, hoặc đi chung với động từ khiếm khuyết. Cấu trúc tiếp theo là câu tường thuật, reported speech. Thì ở câu tường thuật này chúng ta có bốn dạng, hai dạng ta đã học ở lớp 8 và hai dạng ta sang lớp 9 ta học. Thì dạng thứ nhất là câu mệnh lệnh yêu cầu, dạng thứ hai là câu khẳng định, dạng thứ ba là câu hỏi yes no, và dạng thứ tư là câu hỏi có từ để hỏi và một số sự thay đổi của trạng từ, chỉ thời gian và nơi chốn từ câu trực tiếp sang câu tường thuật. Thì chúng ta cũng phải ôn kỹ như thế này, tại vì trong câu tường thuật có rất là nhiều cái sự thay đổi. Sang unit 5 thì chúng ta có điểm ngữ pháp là task questions, câu hỏi đuôi, dùng để khẳng định lại một cái ý, một cái thông tin mà chúng ta đã biết. Thì chúng ta dùng task questions, câu hỏi đuôi. Thì cũng có một số quy định trong cái phần task question này, để chúng ta về chúng ta xem lại. Và điểm ngữ pháp cuối cùng là turns after some verbs, tức là một số động từ theo sau là verb in. Thì cái này ta phải học thuộc lòng, một số động từ sau là verb in như là suggest, mind, enjoy, practice, finish, understand, vân vân. Chúng ta ôm kỹ các cái động từ sau là verb in để chúng ta áp dụng trong các bài tập và bài thi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm một practice test để áp dụng những kiến thức chúng ta đã học nhé. 1. Listen and choose the best answer A, B or C. Bây giờ các em sẽ nghe và chọn đúng A, B hoặc C. Now listen. Four. Listen. Tim Jones's Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check the numbers of the correct pictures. Are you hungry, Carlo? Yes. Okay, let's go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch a bus on Ocean Drive. That's fine. I really like walking in the park. You're lucky to have a place like this close to your home. It's so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle. Carlo, be careful. You're walking on the grass. The park keeper is growing some more. You'll kill the new grass. Oh, sorry. I didn't see the sign. Come on. It's time we caught the bus. Is that our bus, Tim? No, that's a 103 bus. We want the number 130. Where are we going to eat? It's up to you. There's a new Mexican restaurant in town. Oh no, I can eat Mexican food at home. I love American food. I'd rather eat hamburgers. Okay, I know exactly where we need to go. All right, now. À, chúng ta đã nghe xong, ở nhà thì chúng ta có thể trả lại, chúng ta nghe 2-3 lần nhé. Bây giờ các em cùng sửa với thầy ở phần này. Number 1, who is hungry? Bạn nào thì đang đói bụng với các em, ta xem nha. À, Carlo is hungry. Number 2, there's a near Tim's house. Có cái gì gần nhà của Tim's? Thì chúng ta xem. À, a park. B, a park. 3. Carlo and Tim will take the cái chiếc xe buýt số mấy đây. C, 130. Chiếc xe buýt số 130 nha. 4. Carlo and Tim will eat. Carlo và Tim sẽ ăn món gì? Theo như các bạn nói thì C, hamburgers. Vì Carlo không muốn ăn Mexican food, tại Mexican food là Carlo có thể ăn ở nhà, thì Carlo thích ăn hamburgers. Tiếp theo phần 2 là mã choose the best answers A, B, C or D to complete each sentence below.
Thì các em xem ở phần này chúng ta có các dạng bài tập trắc nghiệm. Để em xem trong thời gian 1 phút rồi cùng làm với thầy nhé. Rồi bây giờ bắt đầu sửa nhé các em. Do you have any activities interesting enough to? Chỗ trống foreign visitors. Thì bạn có, chúng ta có bất cứ hoạt động nào thú vị đủ để mà làm gì đây các em? Impress, gây ấn tượng cho khách nước ngoài. 6. We should learn from countries with great for tourism such as Thailand, Singapore, Malaysia. Chúng ta nên học từ các quốc gia có cái gì? Có cái danh tiếng tốt về du lịch như là Thái Lan, Singapore, Mã Lai nha. Nào, B, reputation. Number 7. Going to school in uniform or clothes is allowed in many places in America. Đi học mặc đồng phục hoặc là mặc đồ gì đó thì được cho phép ở nhiều nơi ở Mỹ. Thì chúng ta mặc đồng phục hoặc mặc đồ thường nha, casual clothes. B là đáp đúng. Number 8. I start to go to school at 12 o'clock. So noon I must finish all the homework. Tôi bắt đầu đi học lúc 12 giờ trưa. Vì vậy tôi phải hoàn tất tất cả bài tập về nhà. Vậy là cái này phải trước giờ trưa đúng không em? Là C, before. Before đáp án đúng. Number 9. The new school year begins. Năm học mới bắt đầu September 5th. But students have to gather at school in mid-August. Mới bắt đầu vào ngày 5 tháng 9 thì có ngày vào, thì chúng ta dùng với từ là on nha. Còn nếu mà không có ngày, có tháng với năm không, thì dùng với từ là in. Đó, quy định là như vậy. Number 10. He failed the entrance exams. He has taken the course again. Thì rớt cái kỳ thi để đầu vào. Anh ta phải tham dự khóa học lại. Ta phải học lại khóa đó. Thì mới chọn từ đầu hợp nhất đây. Là therefore. Vì vậy cho nên. Tại sao chúng ta không chọn so? Vì therefore nằm giữa hai dấu. Dấu chấm phẩy và dấu phẩy. Dùng therefore nha. Còn so thì không cần nằm giữa dấu chấm cộng. 11. I wish we all the final exams. Chúng ta đây thấy có câu wish. Câu wish thì chúng ta ở đằng sau phải chọn đúng cấu trúc của nó. Thì tôi ao ước là tất cả chúng ta đều thi đậu kỳ thi. Cái này là một cái điều ao ước là trái với hiện tại. Thì chúng ta sẽ chọn dạng quá khứ là B, là pass. B là đáp án đúng nha các em. Why don't we go out and meet foreigners so as to practice English? Tại sao chúng ta không đi ra ngoài và gặp người nước ngoài để mà thực hành tiếng Anh? Tại đây chúng ta có 4 đáp án. It's our pleasure. Yes, class. But I disagree. Great, just do it. Not okay. Trong 4 đáp án này có đáp án C là hợp lý nhất nha các em. Đáp án C. Great, just do it. Sang hai câu cuối 13, 14 là hai câu về biển báo. Chúng ta nhìn vào biển báo này. The sign says, biển báo này có người đứng làm việc. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Works ahead, you must slow down. Công trường trước mặt, chúng ta phải giảm tốc độ, không được đi nhanh nha. Câu 14. Một cái biển báo có thông tin ghi chú ở đây. Notice this area is under 24 hour video surveillance. Tờ biển báo này nó có ý nghĩa gì đây? The sign says. Tờ biển báo này nói là có camera quan sát
thì mình sẽ chọn cái đáp án là phù hợp nhất là B, be careful because cameras are installed. Đáp B là hợp lý nhất. Phần tiếp theo 3 la mã, phần động văn. Read the passage and choose the best answer A, B, C or D to complete each blank. 1.5, 1 điểm rưỡi nha. À, đây là đoạn văn điền từ. Thì mình xem dòng 1 phút rồi chúng ta cùng sửa với thầy nha. All right, now we correct the answers. In the first year of lower secondary school, Yoko had some difficulties. Ở cái năm đầu tiên của cấp 2, Yoko có một vài khó khăn trong việc học tiếng Anh. Thì cấu trúc have difficulties, quá khứ là had difficulties, had some difficulties, hay cộng verb in, ta sẽ chọn C là learning là hợp lý. Ở trong phần này, C learning. Her pronunciation of English works was really bad. À, cái việc phát âm cái từ vựng tiếng Anh của cô ấy tệ. Và cái ngữ pháp của ấy còn tệ hơn nữa. Thì là phải chọn and. And her English grammar was worse. She didn't know how to. Cô ấy không biết làm thế nào để mà làm gì đây. À, là cải thiện chúng đó. Be improved. How to improve them. One afternoon after the lessons, her teacher of English told her. Một buổi chiều sau giờ học thì giáo viên cô ấy, giáo viên tiếng Anh cô ấy bảo cô ấy làm gì? Chờ bên ngoài phòng học. Vậy là wait. Nhưng mà ở đây là told someone to do something. Vậy là told her to wait. Be to wait for her outside the classrooms. Vậy là câu 18 là B là hợp lý nha. We continue with 19. Chúng ta tiếp tục với câu số 19. Là ở trên đoạn văn có ghi là những cuộn băng cassette để thực hành phát âm thì được giữ ở trong thư viện. Thì những cuộn băng cassette này được giữ cách bị động thì chúng ta sẽ chọn động từ verb 3 verb ed. Thì câu 19 này chúng ta chọn đáp án D là chính xác nhất nha. Kept. Và sau đó, sau khi thực hành những bài cô hướng dẫn thì chỉ một năm sau đó Yoko đạt được giải thưởng trong cuộc thi nói tiếng Anh được tổ chức bởi trường. Thì một năm sau đó là câu số 20 chúng ta là A, later, là đáp án đúng. False. Use the correct form of words given in each sentence below. Ta sẽ sang phần một form. Phần này tương đối khó đối với học sinh. Để mình chú ý cẩn thận ở đây. 21. Bản tin 11 is a newspaper. Bản tin 11 là một tờ báo địa phương cho ông ta từ region. Thì đứng trước danh từ thì phải là tính từ nha. Thì chúng ta có tính từ của region. Regional. Chính xác. 22. Nowadays most students have so many learning. Ngày nay thì những học sinh, hầu hết học sinh có rất là nhiều cái khó khăn trong việc học. Thì cái này là số nhiều dùng với many. Thì difficult tính từ, chuyển ở vị trí này danh từ thì số nhiều nha. Difficulties. 23. Animals with this kind of food grow very well. Những con động vật được cho ăn bởi cái loại thức ăn này thì phát triển rất là tốt. Ở đây có một cái động từ đã được chia rồi, grow. Thì ở đây động từ ở dạng bị động thì ta sử dụng cái dạng verb 3 và verb ed. Feed verb 3 là fed nha. Fed là chính xác. 24. He won the match. À, anh ta thắng cái trận đấu. Admire là ngưỡng mộ. Ở đây won là động từ thường thì chúng ta phải đi trạng từ. Thì để admirable tính từ thêm ly vào. Admirably, admirably trạng từ cách đầy thuyết phục, cách đáng hâm mộ nha. 25. It's hard to make friends with her because she's a woman.
nó rất là khó để mà kết bạn với cô ấy, bởi vì cô ấy là một người phụ nữ khó chịu. Agree là đồng ý thì ở đây phải dùng tính từ agreeable, không được rồi phải là disagreeable thì phù hợp nhất. Disagreeable. 26. We even don't have a of the color of the uniforms. Chúng tôi thậm chí không có được một cái sự chọn lựa về màu sắc của cái đồng phục. Choose ở đây là động từ, thì chúng ta sẽ nói nhau bằng of, nói nhau bằng of, thì chúng ta sẽ dùng danh từ ở đây nhé. Choice. Choice. 5. Read the following passages, then do task A and B below. Talking about Liverpool. À, đoạn văn này nói về thành phố Liverpool. Và chúng ta sẽ đọc trong vòng 1 phút, sau đó sẽ cùng sửa với thầy nha. Alright, now we correct the answers. A. The following statements are true or false. Thì có hai câu true false. 27. Liverpool, the biggest port city of Britain, has a population of nearly 500,000 people. Thành phố Liverpool là thành phố cảng lớn nhất ở Anh. Nó có dân số gần 500,000 người. Hay true hay false đó các em? Trên này chúng ta thấy là second biggest port city, chứ không phải là biggest port city nha, trên phones. 28. Cavern was a nightclub where the Beatles first played. Cavern là câu lạc bộ đêm mà nơi mà nhóm Beatles lần đầu tiên biểu diễn. Thì chúng ta nhìn ở đây, they first played at a nightclub called the Cavern. Thì là này true. B. Choose the best answer A, B, C or D. 29. According to the passage, which is not mentioned in the passage. Theo như cái đoạn văn ở trên thì cái gì không được nhắc đến trong đoạn văn? Câu A là có, B cũng có nhắc đến, C cũng có. Câu D, Paul McCartney was the leader of the Beatles, không nhắc đến. Chọn đáp án là D nha. D is correct. 30. What is there refer to? Cái từ dare trong bài là ám chỉ cái gì? Thì chúng ta nhìn phía trước của nó là Liverpool. Vậy là chọn đáp án A. A, Liverpool. Liverpool is the correct answer. Liverpool là đáp án đúng nhất nha. Six. Use the given words or phrases to write into complete sentences. Chúng ta sẽ sắp xếp những cái từ xáo trộn ở đây thành câu hoàn chỉnh. Đa số những mẫu câu này là người ra đề lấy từ các phần write, phần read hoặc phần focus trong bài để chúng ta sắp xếp lại. Và các em chú ý những cái từ viết hoa là những từ đó là được quy định đứng đầu câu, thì chúng ta chú ý sắp xếp cho đúng mẫu câu. 31. I write sometimes in English have two letters. Thì chúng ta có thể sắp xếp thành cái đáp án như sau. Sometimes I have to write letters in English. Là thỉnh thoảng tôi phải viết những lá thư bằng tiếng Anh. Này trong unit 4. Một bạn đi học tiếng Anh nó có nói này trong phần listen đó. 32. What was she name me as my? Thì chữ she đứng đầu. Thì chúng ta mẫu câu này là một câu tương thuật. Thì chúng ta có thể có cái đáp án như vậy. She asked me what my name was. Cô ấy hỏi tôi là tên tôi là gì. Đã để mẫu câu tường thuật nha. 7. Finish the second sentence so that it means the same as the first. Phần viết câu không đổi nghĩa này là điểm cao nhất là 2 điểm. Thì bao gồm những mẫu câu mà thầy đã ôm dặn ở phần ôn tập. 33. Unless you eat more vegetables, you can't improve your illness. Unless ở đây cũng là dạng if loại 1, nhưng mà bằng với if not. Nếu không đó, khi mà chúng ta thấy unless thì chúng ta phải thấy bằng if ba chấm not. Nếu bạn không ăn nhiều rau hơn
thì bạn không thể cải thiện cái tình hình bệnh của bạn. Thì chúng ta đổi sang if thì phải có not ở phía sau của câu, ngay sát if nha. Và câu còn lại thì chúng ta để nguyên thì có đáp án như sau. If you don't eat more vegetables, you can't improve your illness. Nếu bạn không ăn nhiều rau hơn thì bạn không thể cải thiện tình hình bệnh của bạn. Đó là hai câu này tương đương nghĩa với nhau. 34. Mr. Lam used to take his children to the swimming pool. Ông Lam đã từng dẫn con của ông ấy tới hồ bơi. Thì em thấy Mr. Lam nghĩ là no ở đây, tức là no longer đó, như thầy đã ôn tập đó. Thì chúng ta sẽ viết lại câu này ở thời hiện tại mà dùng no longer nha. Mr. Lam no longer takes his children to the swimming pool. Ông Lam không còn dẫn con của ông ấy đến hồ bơi nữa. Hiện tại bây giờ, đó là vậy. 35. Do you know how to make spring rolls, Tim? Ask John. À, bạn có biết cách làm thế nào để làm món chả giò mùa xuân không, Tim? Câu này là câu lớp 8 ta đã học rồi. Ask John, là John hỏi. Nghĩa là ở đây là John hỏi ai học Tim. Đã có Tim. Câu này dạng câu tường thuật và dạng 3 là câu hỏi yes, no. Thì chúng ta phải mừng if hoặc whether, có nghĩa là liệu có. Thì chúng ta lưu thị phía sau để xem đáp án như thế nào nha. John asked Tim if he knew how to make spring rolls. New ở đây chúng ta lui thì của hành quá khứ và ở đây if. If có nghĩa liệu có. John asked him liệu cậu ấy có biết làm thế nào để làm món chả giò mùa xuân hay không. Và câu cuối cùng 36. The last time I took an exam was 10 years ago. Lần cuối mà tôi tham dự kỳ thi là 10 năm cách đây. Ta đổi thành gợi ý, có gợi ý đây là an exams. An exams thì đây là thì quá khứ đơn, thì chúng ta sẽ chuyển sang cấu trúc hiện tại hoàn thành mà dạng bị động. Thì xem có mẫu câu như thế nào nha. À, giờ có phủ định. An exams has not been taken for 10 years. Đáng lẽ là có by me trước for 10 years mà không có by me cũng không sao. Đó, chủ yếu là cấu trúc là anh em xem has not, đó là một kỳ thi thì không có được tham dự bởi trong khoảng 10 năm. Ago thì thành for, trong khoảng thời gian. Đó, phần test chúng ta đã sửa xong. Thì các em có thể chấm điểm các phần để điểm tổng cộng của chúng ta là đánh giá cái khả năng của chúng ta. Để xem cái điểm tổng cộng của chúng ta là mấy. Để em tự đánh giá mình nha. Thầy chúc các em ôn tập thật là tốt và được điểm cao trong kỳ thi nhé. Thanks for listening. Goodbye and see you again.